Trong những ngày mưa, lương thực, thực phẩm không những không được hong khô mà còn hút một lượng nước từ ngoài môi trường ẩm ướt. Theo các chuyên gia, ngay cả khi đảm bảo vệ sinh, những ngày mưa kéo dài như hiện nay, nguy cơ thực phẩm nhiễm độc tố nấm mốc là không thể tránh khỏi. Nhiều người thường cho rằng nấm mốc trong thực phẩm đơn giản chỉ là một dạng vi sinh vật vô hại, có thể lau rửa sạch và không ảnh hưởng gì đến chất lượng thực phẩm. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, chính những nấm mốc này lại là hiểm họa với sức khỏe con người. Điều nguy hiểm nhất từ các loại nấm mốc đó là các độc tố. Vụ ngộ độc bánh trôi ngô ở Hà Giang hồi tháng 5 vừa qua làm 4 người tử vong là một minh chứng cho mức độ độc hại của các loại nấm mốc. Các cái loại nấm mốc ấy thì nó ưa phát triển trong cái điều kiện là độ ẩm, rồi thì là nhiệt độ. Và ngay cả trong điều kiện lạnh nó cũng có thể phát triển được một số loài. Chúng ta cần cảnh báo cho người dân là không nên giữ thực phẩm lâu ngày mà trong điều kiện ẩm, mốc mà đã nhìn thấy bị mốc và nhìn thấy được màu xám thì chỉ có loại bỏ, vứt đi. Hạt hướng dương, hạt dưa, rồi thì là bánh, rồi sữa, đặc biệt là sữa cho trẻ em cũng dễ bị mốc thì chúng ta không dùng nữa, bởi vì không còn chất dinh dưỡng nữa và nó tích lũy các cái độc tố aflatoxin này, nó lại tích lũy và đến mức nào đấy thì mất cả cái khả năng chức năng của gan và ung thư, rất nguy hiểm. Nhiều người vẫn quan niệm đồ khô thì ít khi bị ẩm mốc, nhưng trên thực tế các loại hạt có dầu như hạt dưa, hạt hướng dương, lạc, hạt sen lại rất dễ bị nấm mốc trong môi trường mưa ẩm của thời tiết miền Bắc. Nguy hiểm hơn, dù mắt thường chúng ta không nhìn thấy nấm mốc, nhưng có thể thực phẩm đã nhiễm độc tố vi nấm. Người có lẽ cũng chỉ nghe thấy được cái độc tố nấm mốc trên lạc ấy, thì cũng có thể nhiều người cũng đã nghe thấy rồi. Nhưng mà ít người mà có thể hình dung được lại là hạt sen lại là một cái cơ chất rất thuận lợi cho sự phát triển của cái độc tố aflatoxin, là cái độc tố nguy hiểm nhất, có khả năng gây ung thư mạnh nhất, là phát triển rất mạnh trên hạt sen. Thời gian này, nhu cầu sử dụng các loại hạt dưa, hạt hướng dương, lạc, hạt sen tăng cao do hoạt động sản xuất bánh trung thu của các doanh nghiệp và người dân. Nếu không lựa chọn cẩn thận, người tiêu dùng rất dễ mua và dùng phải những loại nguyên liệu đã bị ẩm mốc. Trong phạm vi dàn bếp của mỗi gia đình, để tránh lương thực, thực phẩm bị ẩm mốc, người nội trợ không nên tích trữ nhiều thực phẩm, kể cả đồ khô. Lương thực, thực phẩm nên được treo lên cao hoặc đặt trên kệ. Thấy có dấu hiệu nấm mốc phải kiên quyết loại bỏ. Đặc biệt với người nông dân và đồng bào vùng cao, cần hong khô lương thực ngay khi có nắng,